tăng sáng an toàn và hiệu quả. Bạn đang cần một cái luồng sáng bạo lực nhưng lại tiết kiệm điện năng, luồng sáng đâm thấu và xuyên thủng màn đêm nhưng kích thước lại nhỏ gọn. Thì đây, nó chính là cái giải pháp tăng sáng an toàn và hiệu quả, đâm thấu và xuyên thủng màn đêm nhưng lại có cái kích thước khá là nhỏ gọn. Chào mừng quý chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Motun. Ở clip hôm nay thì mình sẽ đi review và khui hộp cái mẫu Kenzo có cái mã là KZ40. Em này là một cây trợ sáng đang được rất nhiều các cái phượt thủ ở trên toàn quốc tin dùng. Và cái mẫu trợ sáng Kenzo KZ40 này đang sở hữu ở trong mình, nó là cái mẫu chip SST20. Nó là cái sản phẩm mẫu chip mới nhất của công ty Kenzo ở thời điểm hiện tại. Cái mẫu trợ sáng Kenzo KZ40 bản version 3 này có một cái phần ánh sáng cực kỳ là bạo lực nhưng lại rất là tiết kiệm điện năng. Thì các bạn có thể thấy là ở trên hộp hiện tại thì cái mẫu KZ40 phiên bản version 3 này có cái giải công suất là 40W, ở chế độ turbo mode lên đến là 60W. Và em này được tích hợp driver ở trong cái phần của cái cây trợ sáng ở đây. Và hiện tại là tất cả những cái mẫu trợ sáng ở trên thị trường hiện tại thì nó đều có một cái form kiểu dáng na ná giống như nhau. Thì hiện tại đây sẽ chính là cái hình của cái mẫu Kenzo KZ40 bản version 3 của chúng ta ở đây. Và cái phần len kính của em này được tráng một cái lớp AR cực kỳ là đẹp. Và cái phần màu sắc đó nó sẽ là cái phần chống chói cho những cái người đi ngược chiều, mà khi người ta dọi đèn vào cái phần trợ sáng này thì cái phần ánh sáng nó sẽ giảm thiểu cái phần ánh sáng ngược, chống chói cực kỳ tốt cho những cái người ngược chiều. Và cái sản phẩm này của chúng ta nó chính là cái mẫu KZ40, sẽ được bảo hành chính hãng là 12 tháng. Và phía mặt dưới của sản phẩm thì hãng Kenzo đã in cho chúng ta một cái phần thông số cực kỳ rõ ràng. Em này nó sẽ có cái model là KZ40V3.0. Em này sẽ hoạt động ở cái giải điện áp là DC 11 cho đến 24V. Và công suất liên tục hoạt động của em này nó sẽ là công suất là 40W. Và chế độ turbo mode nó lên đến là 60W ở chế độ là passing. Và em này có cái IP68 là chống nước chống bụi tiêu chuẩn quân đội. Và thời gian hoạt động liên tục của em này lên đến là 30.000 giờ. Và em này có cái phần thiết kế body là bằng nhôm CNC. Và cái phần size của em này nó sẽ có là rộng là 60 và chiều dài là 75mm. Và em này sẽ hoạt động ở cái giải nhiệt độ là từ âm 20 độ C cho đến là 100 độ C. Và bây giờ là em sẽ đi khui hộp cái mẫu Kenzo KZ40 này cho các bác coi. Và khi khui hộp cái mẫu Kenzo KZ40 này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong cái hộp này nó chỉ có một cây trợ sáng. Và cái cây trợ sáng này thì người ta đã bắt sẵn ốc và pad ở đây rồi. Và bây giờ là em sẽ khui hộp của em này ra. Đó, thì hiện tại trên tay của em đang cầm cái mẫu Kenzo KZ40. Em này được thiết kế bằng nhôm CNC cực kỳ là đẹp và sắc sảo. Và em này nó sẽ có một cái thân hình cực kỳ là chất. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy là cái màu nước sơn của em này được sơn khá là lì, khá là đẹp. Em này được tráng một cái lớp anode, tráng một lớp phủ anode, sau đó là được sơn một lớp sơn đen, đen nhám. Nhưng mà sợ ở đây thì không phải là nhám, nhưng có cái nước sơn dạng màu kiểu đen nhám. Cái nước sơn này cực kỳ nó khó tả, nó rất là chất. Và những cái đường phay này nhìn cực kỳ là đẹp và sắc sảo. Đó, các cái đường phay đều thẳng tắp tắp. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi từ phần ngoài này vào. Đó, thì cái phần len kính của chúng ta ở đây thì hiện tại là em đang bật flash nên là các bác sẽ không nhìn thấy cái phần AR được phủ lên cái lớp kính ở đây. Cái phần AR được phủ lên lớp kính ở đây theo như mắt cảm nhận thì nó sẽ có cái phần màu là ánh hồng cực kỳ là đẹp. Và em này sở hữu là 4 cái phần chip LED ở trong này. Và cái phần chip LED của em này là cái phần chip LED thế hệ mới nhất hiện tại. Nó chính là cái mẫu chip LED có cái mã là SST20. Đó. Và cái phần chip LED này là phần chip LED cầu lồi các bác nhé. Và cái thân hình em này được đúc hoàn toàn bằng nhôm và được phay CNC với những cái đường phay cực kỳ nó sắc sảo và đẹp. Đó, không có một phần chi tiết rèm thừa. Và một cái sản phẩm mà có cái thân hình đẹp, nước gia công, nước sơn đẹp như thế này thì là cái phần chất lượng hoàn thiện của em này được đánh giá khá là cao. Và những cái hình thức của những cái mẫu trợ sáng nói chung nó đều là tương tự là giống nhau. Thì ở trên thị trường hiện tại thì có những cái mẫu là Kenzo KZ40 này, hoặc là L4X Plus này, hoặc là X-Line M60, thì nó đều có những cái phần thân hình hao hao giống như nhau. Và nó chỉ khác là các cái hãng sản xuất thì nó sẽ là khác nhau. Và những cái phần giải công suất ở trong từng chip LED cũng như là tổng công suất của những cái phần chip này nó đưa ra xuống mặt đường là nó sẽ là khác nhau. Và cái phần ánh sáng nó đưa ra thì cũng sẽ là khác nhau. Và hiện tại ở cái mẫu Kenzo KZ40 này thì theo như quan điểm của em, đánh giá em này nó sẽ là ngon, bổ, rẻ trong tầm giá. Ở trong cái tầm giá đâu đó trên 1 triệu và dưới 2 triệu đồng thì cái mẫu Kenzo KZ40 này nó được rất nhiều anh em tin dùng và lựa chọn. Và cái sản phẩm này thì người ta trang bị cho chúng ta là một cái pad ở phía bên dưới này. Đó. Và những con ốc như thế này đều được làm bằng inox các bác nhá, chứ nó không phải là ốc bằng sắt mạ inox, mà đây là chính là phần ốc bằng inox.
Và ở phía đằng sau này chúng ta sẽ nhìn thấy những cái phần con ốc để bắt những cái phần thân đằng sau này để nó vào cái phần thân của cái trợ sáng ở đây. Nhìn cực kỳ là chất và đẹp đó. Và em này sở hữu cho mình một cái dây cực kỳ là dài. Cái dây này nó phải dài đến 70 cm, cực kỳ là dài và chất. Và cái dây này khá là to nhưng mà rất là mềm. Và những cái phần đuôi dây ở đây họ làm như thế này cực kỳ là chắc chắn, thì khi chúng ta ngoặt những cái dây như thế này thì nó sẽ không sợ là nước nó vào trong những cái phần rắc như này, những cái phần dây trong như thế này, và cũng không sợ là bị gãy gập ở những cái phần cổ dây như này đó. Những cái mẫu trợ sáng giá rẻ mà khi chúng ta lắp lên xe mà cái xe chúng ta cứ ngọ ngoại cái dây như thế này nó hay bị gãy ngập cái phần dây ở đây đó. Thì cái mẫu sản phẩm này họ làm một cái đuôi dây cực kỳ là to như thế này, nó sẽ đảm bảo cho cái dây này nó không bị gãy ngập ở đây. Và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu Kenzo KZ40 ở đây, ở ngoài trời. Thì hiện tại là cái mẫu Kenzo KZ40 này thì nhà sản xuất họ có in cho chúng ta, nó là cái giải công suất là 40W và chế độ turbo lên đến 60W. Thì ở những clip trước thì em đã test cái phần công suất thực tế của những cái mẫu Kenzo như này rồi. Và những cái phần công suất thực tế của mẫu Kenzo này là họ in, là in công suất thực tế chứ không phải là in công suất ảo các bác nhá. Đó. Và những cái cây trợ sáng như này thì nó sẽ có cái phần hình thức là giống nhau, cho nên là em sẽ không đi sâu vào những cái chi tiết của cái cây sản phẩm trợ sáng như thế này nữa. Và bây giờ là em sẽ đi test luôn cái mẫu sản phẩm này cho các bác coi. Nếu như các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên em theo cái số điện thoại em sẽ để ở các màn hình ấy, thì bên em sẽ ship hàng cho các bác. Và khi ship hàng cho các bác thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác, nó chính là những cái phần chụp như thế này, để chúng ta có thể là đi những cái ngày mưa gió này, những cái ngày sương này, thì chúng ta có thể là dùng những cái phần len vàng như thế này. Đó, những phần len vàng như này thì chúng ta sẽ để lên trên đó và chúng ta sẽ chụp lên như này, thì cái phần ánh sáng nó sẽ đưa ra là sẽ là màu vàng cực kỳ là đẹp và bắt mắt, và nó sẽ tăng cái độ bám đường vào những cái ngày mưa gió cũng như ngày xưa. Và hiện tại thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác khi mà muốn sở hữu cho mình một cái cây trợ sáng như này, thì bên em sẽ tặng kèm là những cái phần pad như thế này để chúng ta có thể là gắn lên những cái phần chân gương ở trên xe, hoặc là những cái phần đầu đèn, những cái phần hốc còi của những cái chiếc xe Winner, rất là tiện lợi và ok. Và chúng ta có thể là gắn những cái phần pad như thế này lên những cái phần thụt trước của những cái chiếc xe mà chúng ta muốn tăng sáng, thì chúng ta sẽ bắt nó vào như thế này đó. Thì cái phần này chúng ta sẽ bắt vào cái phần thụt khá là ok. Và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu Kenzo KZ40 này, và em sẽ test thử hai cây cho các bác coi xem là cái độ sáng của nó sẽ khủng khiếp như thế nào nhé. Bây giờ là em sẽ test ánh sáng thực tế của cái mẫu Kenzo KZ40 bản version 3. Em này có cái phần công suất là 40W và chế độ turbo most lên đến là 60W. Và cái phần len kính của em này được tráng một lớp AR, có thay đổi màu sắc cực kỳ là đẹp. Cái phần chống chói của em này khá là ok ở cái phần tàu kính được tráng cái lớp AR này. Và đây là toàn bộ cái phần thông tin của em này ở phía mặt sau. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu Kenzo KZ40. Thì em đang để hai cây trên cái phần chân quay của em ở đây. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu Kenzo KZ40 này cho các bác coi. Đó, thì em đang để hai cây ở đây. Đó, cái phần len kính có cái phần AR. Và bây giờ là em sẽ bật đèn lên cho đèn sáng này. Đó, sáng cả một vùng. Wow. Và cái mẫu Kenzo KZ40 này hiện tại đang là chùm cuối của hãng Kenzo, là cái mẫu trợ sáng thế hệ mới nhất hiện nay và có cái phần công suất được đẩy cao nhất hiện nay. Em này có cái phần công suất sẽ là luôn luôn ổn định ở khoảng 40W. Và khi chúng ta bật chế độ passing như thế này, phần công suất nó được đẩy lên là những 60W, cực kỳ là phê. Đó, độ sáng rất là cao, ánh sáng rất là gom. Cái phần ánh sáng nó được trải xuống mặt đường cực kỳ là mịn và đều. Đó, sáng đến tận cuối con đường. Và cái phần ánh sáng như thế này nó được dàn trải từ cái phần ánh sáng ngay trước mặt của cái đèn của chúng ta ở đây, được dàn trải xuống tận dưới cuối con đường ở phía đằng xa đằng kia. Độ sáng như này là cực kỳ là ok. Chúng ta có thể nâng cấp ánh sáng của những cái chiếc xe số phổ thông có cái độ sáng kém, thì có thể là nâng cấp một cây hoặc hai cây như thế này thì cực kỳ là ok. Rồi thì em sẽ thử nâng lên trên trời xem nó như thế nào. Wow, cực kỳ là phê các bác. Đó, soi lên cái ngọn cây kia cháy luôn, cháy ảnh luôn. Thì
Thì hiện tại em test chỗ này thì ở bên đường cũng có những cái phần bóng đèn, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái độ sáng của em này. Em đang để thấp xuống một xíu để cho cái xe kia họ đi qua đã, sau đó thì em test tiếp. Đó, mẫu Kenzo KZ40 version 3. Và đây sẽ là số series của sản phẩm. Phiên bản này hiện tại đang có cái độ sáng cao nhất của mẫu Kenzo. Nếu như các bác có nhu cầu muốn thử cho mình một cây trợ sáng như này, có thể liên hệ trực tiếp với em, thì bên em sẽ ship hàng cho các bác. Thì bên em sẽ bảo hành cái sản phẩm này là lỗi đổi mới trong vòng 1 năm các bác nhé. Đó, sản phẩm chính hãng. Em này có cái phần công suất là 40W, chế độ turbo lên đến 60W, cực kỳ là ok. Rồi, cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi.